người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương là con diều biết tuổi thơ, con thả trên đầu. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước Nga ven sông. Của họ Phạm Kim, thể theo ước nguyện của các thành viên trong dòng tộc. Lễ kỷ niệm 10 năm xây dựng ngôi từ đường 2010-2020. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiếu. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn gạo nhớ kẻ đâm tay dần sàng. Nhớ ơn tổ tiên, báo hiếu ông bà cha mẹ lúc các ngài còn sống cũng như khi các ngài đã khuất, ấy là tận hiếu. Hãy nói, hãy làm ngay những việc có thể làm để kính nhớ tổ tiên, đền đáp công ơn ông bà cha mẹ khi các ngài còn sống và mãi mãi về sau khi các ngài đã khuất. Cháu con ta về quê dỗ tổ, lòng bâng khuâng
con cháu ơi lên đài dâng hương. Con dâng lên bái yết tổ tiên ý à ơi à. Con dâng lên bái yết tổ tiên, ông bà nội ngoại cùng là tứ thân, bà tổ cô ông mãnh xa gần đều là hệ thống tình thân, họ nhà họ tộc con thiệt lễ tình tộc con thiết lễ tình khao, kính mời tiên tổ hồi hương nay giáng đàn, ơn tổ tiên trồng cây gây hạt tư đường ta ngào ngạt hương hoa, hôm nay con cháu gần xa đi. Ngày hôm nay con cháu gần xa về đây sum họp một nhà đông vui, ơn tổ tiên như trời như bể mở ra đường thế hệ mai sau, hôm nay phấn khởi bội phần cháu con họ tộc quây quần bên nhau ai. Lòng thành ghi nhớ trước sau cội nguồn tôn kính đượm màu thiêng liêng, dòng gia phả đời đời nối tiếp chữ thánh hiền, chọn đạo tối linh anh em cùng tổ sinh ra quay nhau từ Yeah.
đôi áo vì chân tư tâm điện công thần điện ba tổ hai thần mạng sĩ vi nhờ hầu theo là tộc hòa quê quần bên nhau lòng thành ghi nhớ trước sau cội nguồn tôn kính đượm màu thiêng liêng dòng gia phả đời đời nối tiếp chữ thánh hiền trọn đạo tối linh anh em cùng tổ sinh ra coi nhau như thể một nhà này mới vui ý. Coi nhau như thế một nhà mới vui cùng hòa thuận nghề trước nghe sau vui vẻ lúc nghiền vinh san sẻ cho Oh,
thấy đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, với tấm lòng hiếu kính tri ân các bậc tổ tiên con cháu, chi tộc họ Phạm Kim ở thôn Kim Nôi, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã cùng nhau chung tay để góp sức xây dựng, phát triển nhà thờ từ đường đẹp và khang trang như ngày hôm nay. Trong không khí vui mừng, phấn khởi, con cháu cũng xin được long trọng kỷ niệm 10 năm xây dựng nhà thờ họ. Và để góp phần tạo nên sự thành công trong buổi lễ ngày nay thì không thể thiếu đi được chương trình văn nghệ để chào mừng. Và ngay lúc này đây, cho phép làm chương trình không để quý vị phải chờ đợi lâu, cũng xin phép được trịnh trọng tuyên bố chương trình văn nghệ để chào mừng lễ kỷ niệm 10 năm xây dựng nhà thờ họ Phạm Kim xin phép được bắt đầu. Kính thưa quý vị, đúng là chẳng mấy khi khách quý đến chơi nhà, chúng em xin phép được đốt than quạt nước pha trà em mời người xơi. Mà giờ này quý vị người ơi, mỗi người cùng nâng lên một chén để chúng em được tỏ lòng mến khách qua câu hát mời nước mời trầu của liền chị chúng em đến từ miền quê Kinh Bắc Bắc Linh. Cô xin phép được gửi gắm lời thương thay cho lời chào và một lời chúc thân ái tới tất cả quý vị đã trở về đây chung vui, và xin phép được mở đầu chương trình với câu hát của người quan họ. Thank you.
vâng, đúng là quý khách có về kinh đắc quê em mà nghe quan họ mà xem là nghề, để rồi quê em có lịch có lề, có sông tắm mát, có nghề cười canh, để rồi em sao yếm đào anh nhận làm tin, nóng ba tầm mặt trời mưa ướt áo, và rồi trở về đây để dùng rằng nhớ, dùng rằng thương, người về anh chẳng cho về, anh níu vạt áo anh đề câu thơ. Để rồi với câu hát của nhạc sĩ Đức Nghiêm thì quý vị cũng đến với giọng hát của liền chị Hồng Lụa chúng em qua câu hát gửi về quan họ. Thank you.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, đúng là còn xin thì kẻ đón người đưa, mà hết xin đi sớm về chưa mặt lòng. Có yêu chi tộc của Phạm Kim thì quý khách sang chơi cửa chơi nhà, gọi là giao lưu qua lời ca tiếng hát, đấy là niềm vui. Không chỉ miền Trung chúng em được vinh dự đem những lời ca tiếng hát để gắn nâng thương gửi tặng tất cả quý vị trong buổi sáng ngày nay, mà đặc biệt có sự chuẩn bị rất chú đáo của cô dì chú bác cùng toàn thể con rể con cháu chị họ Phạm Kim trong buổi sáng ngày nay, với những tiết mục văn nghệ rất đặc sắc để gửi gắm niềm thương. Cũng để nói rằng bạn em mình trường núi lưng trường đèo để rồi dù bậc thang em nhen nhói ngọn lửa tình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thể tìm em qua cuộc đời em chờ anh mong, để rồi anh còn son, em cũng bên tình bên hiếu ta cùng trông nom. Và để rồi em dệt đôi chiếu hoa cho anh trải giữa. Với câu hát vô cùng ý nghĩa được mang tên Lắng ấm quê hương, chúng ta trở về với miền quê lúa Thái Bình và gặp gỡ giao lưu với hai ca sĩ. Vâng, xin được trân trọng kính mời hai ca sĩ chúng ta trở về sân khấu. Quý vị tiếp tục gọi chàng có thông tin để cổ vũ được không ạ?
Dạ vâng, đúng là xã hội rồi anh lại về theo em. Để câu hát vẫn vương trong lòng, lướt sông kia hai dòng như một. Đến hè này lên người ơi xin còn nhớ, mai ra rồi còn nhớ thương nhau. Và câu hát còn vẫn vương trong lòng, lướt sông kia hai dòng như một, mai ra rồi còn nhớ thương nhau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hát để chia tay nhung nhớ dùng rằng câu hát giáo bàn của người quan họ. Cũng để nói rằng trong thời lượng của chương trình của chúng em ngày hôm nay thì cũng có hạn, vì thế mà chương trình văn nghệ của chúng em cũng rất còn dài, nhưng cũng xin phép được khép lại chương trình văn nghệ tại đây. Một lần nữa, ban tổ chức cũng xin phép cho người địa chỉ chúng em được thay mặt để được gửi lời chào trân trọng, lời kính chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc, và đặc biệt là chúc cho buổi lễ kỷ niệm của chúng ta trong buổi sáng hôm nay được thành công rực rỡ. Chúng em xin phép được gửi lời chào trân trọng. Đến nay đã được 10 năm. Hôm nay nhà thờ họ Phạm Kim long trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm 10 năm xây dựng nhà thờ họ. Về dự buổi lễ ngày hôm nay, tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu có ông Nguyễn Văn Ngạn, Bí thư Đảng ủy, Hội đồng Chủ tịch, Hội đồng Nhân dân xã Bạch Đằng. Tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Xuân Nhật, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Đằng. Tôi sẽ được trân trọng giới thiệu ông Tiến Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Bạch Đằng. Các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, các đồng chí đại diện cho các ban ngành đoàn thể xã Bạch Đằng, các đồng chí trong ban chi ủy, chi bộ các thôn trong xã Bạch Đằng, các đồng chí đại diện cho cán bộ cảnh sát công an phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh,
đồng chí đại diện cho các doanh nghiệp nằm trên địa bàn thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương và thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Các ông và đại diện các dòng họ trong xã cùng các con cháu dòng họ Phạm Kim. Và về dự có các nhà báo tỉnh Hải Dương cùng về dự. Trong buổi lễ long trọng này, đề nghị chúng ta lúc này đây hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tất cả quý vị đại biểu khách quý có mặt trong buổi lễ kỷ niệm trong buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, và lúc này đây thì chúng ta sẽ đến với phần trao hoa, trao lãng hoa và đến phần đón nhận của dòng họ chúng ta. Tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Kim Lực, Chủ tịch Hội đồng Gia tộc sẽ lên trên sân khấu để đón nhận những lãng hoa tươi thắm của các ban ngành đại diện. Xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Kim Kiểm, trưởng họ cũng cùng lên nhận hoa chúc mừng của các vị đại biểu. Xin được trân trọng kính mời hai ông. Và đặc biệt lúc này đây thì có hai vị đại biểu của chi tập họ Phạm Kim đã có mặt ở sân khấu để đón nhận những lãng hoa. Tôi xin được trân trọng giới thiệu lãng hoa ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc Bạch Đằng, ông Nguyễn Văn Đạt, Bí thư Đảng ủy sẽ đại diện lên tặng lãng hoa. Xin được trân trọng kính mời ông. Dạ vâng, chi tập lúc này đây đang đón nhận lãng hoa tươi thắm và món quà của các đồng chí bên lãnh đạo chính quyền. Và xin được trân trọng cảm ơn đại diện quý vị chúng ta một tràng pháo tay để chúc mừng. Cảm ơn đồng chí. Và xin được trân trọng giới thiệu lãng hoa tiếp theo, xin mời chi ủy thôn Kim Nôi, ông Nguyễn Văn Nghị, trưởng thôn lên trao hoa. Xin trọng kính mời ông. Và quý vị cùng hướng lên sân khấu, chúng ta đến với lãng hoa tươi thắm của ông Nguyễn Văn Nghị, trưởng thôn đại diện để gửi tặng tới xin trọng kính lời chúc mừng. Xin cảm ơn tất cả các đại quý vị. Xin được trân trọng giới thiệu với lãng hoa bó hoa tiếp theo thì xin trân trọng giới thiệu dòng họ Nguyễn, đại diện là ông Nguyễn Văn Thảo lên trao hoa cho dòng họ. Xin được trân trọng kính mời. Tốt đẹp nhất dành cho dòng họ, xin được cảm ơn ông đã đại diện cho dòng họ Nguyễn trở về đây để chúc mừng. Và chúng ta tiếp tục lời những tràng pháo tay để chúc mừng với những bó hoa lãng hoa tươi thắm trong buổi sáng hôm nay. Dòng họ Vi Phạm đang nhận được. Xin được cảm ơn ông. Trân trọng giới thiệu với lãng hoa tươi thắm, bó hoa tươi thắm, chúng ta đến với dòng họ Tiên Hoàng. Ông Tiên Văn Hải sẽ lên trao quà, trao hoa. Trân trọng kính mời ông sẽ gửi tặng chi tập họ Phạm Kim ngày nay. Và xin được cảm ơn lãng hoa món quà của ông Hoàng Tiên đã đại diện cho dòng họ. Và chúng ta tiếp tục chúc mừng bằng một tràng vỗ tay ạ. Hôm nay của chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay với phần trao hoa trao quà, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu với lãng hoa tiếp theo, xin được trân trọng giới thiệu họ Tiên gốc Đặng, bà Nguyễn Thị Thảo sẽ đại diện lên trao hoa. Và xin được trân trọng kính mời họ Tiên gốc Đặng, bà Nguyễn Thị Thảo sẽ đại diện lên trao hoa. Vâng, và kính thưa quý vị, chúng ta cùng hướng lên sân khấu đến với lãng hoa tươi thắm của họ Tiên gốc Đặng của bà Nguyễn Thị Thảo. Xin được cảm ơn đại diện của họ Tiên gốc Đặng đã trở về cùng với dòng họ Kim Phạm trong buổi sáng hôm nay với lãng hoa tươi thắm cùng với những lời chúc mừng. Xin được cảm ơn rất nhiều. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu với lãng hoa của dòng họ Phạm là lãng hoa tiếp theo trong buổi sáng hôm nay. Trân trọng kính mời vị đại diện của dòng họ Phạm. Và hướng lên sân khấu lúc này là lãng hoa tươi thắm của dòng họ Phạm. Và xin mời hai ông chúng ta tiếp tục đại diện để nhận những bó hoa tươi thắm và lắng lại sân khấu lúc này ạ. Và hôm nay chúng ta tiếp tục mở trận bóng tay được không ạ? Và tiếp theo chương trình xin mời các vị đại diện gái họ Phạm ạ. Vâng ạ. Trong buổi sáng hôm nay mà dòng họ Phạm Kim đang đón nhận, và đây chính là lãng hoa của gái họ Phạm. Xin cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị, cảm ơn bà đã đại diện cho gái họ Phạm. Và tôi xin được trân trọng giới thiệu một lãng hoa tiếp theo là lãng hoa của rể họ Phạm, ông Nhật trưởng đoàn sẽ đại diện để trao hoa. Xin được trân trọng kính mời ông Nhật lên sân khấu trao hoa. Vâng ạ, ông đã đại diện cho trưởng đoàn rể họ Phạm cũng còn lãng hoa tươi thắm tiếp theo để gửi tới chi họ Phạm trong ngày lễ kỷ niệm hôm nay. Xin được cảm ơn đại diện ông Nhật trưởng vào ngày hôm nay ạ.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tôi xin được cảm ơn đại diện là bà Trương Thị Thu đã trở về trao lãng hoa tiền thắm cho chương trình hòa nhạc ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình, tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu, xin mời hai cháu Khắc Hiền và Phi Đức bó hoa những bông hoa, bó hoa tươi thắm trong buổi sáng hôm nay đã kín hết sân khấu và chúng tôi tiếp tục được đón nhận từ bên ngoài còn rất nhiều lãng hoa. Tiếp theo chương trình xin được trân trọng giới thiệu Giai Hương lên sân khấu để chào hoa. Vâng, đây thì chúng ta tiếp tục là một tràng pháo tay để chúc mừng. Xin cảm ơn gia đình Giai Hương. Tiếp theo chương trình, có hoa xin mời đại diện các cháu Tô, Lộ Nhuận lên sân khấu để chào hoa. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu cháu Bàn, cháu Hưng sẽ lên sân khấu để chào hoa. Trân trọng kính mời hai cháu. Vâng, chúng ta tiếp tục với tràng pháo tay để chúc mừng cho dòng họ vinh vào trong buổi sáng hôm nay ạ. Và xin được trân trọng giới thiệu hội xóm 8, trưởng đoàn là ông Ngô Văn Mát. Xin mời ông Ngô Văn Mát lên sân khấu để chào hoa. Và chúng ta được 8 thì ông Ngô Văn Mát đã đại diện cho một mâm ngũ quả cũng đã dâng vào từ đường để dâng hương trong buổi sáng hôm nay. Sẽ được trân trọng giới thiệu ông chồng Trần Văn Đại, đại diện cho dòng họ Trần. Xin được kính mời ông lên sân khấu để chào hoa. Vâng, ông Trần đã có một bó hoa tươi thắm và món quà để gửi tặng cũng như là chúc mừng cho dòng họ Trần Hạng trong buổi sáng hôm nay. Xin được cảm ơn ông. Chúng tôi xin được tiếp tục trân trọng giới thiệu công ty Phong Đoàn, đại diện là anh Đoàn sẽ lên sân khấu để chào hoa. Trân trọng kính mời công ty Phong Đoàn. Hoa chuẩn bị rất chú đáo và trang trọng, rất là đẹp mà dòng họ chúng tôi ngày nay đã nhận được. Xin cảm ơn những tràng pháo tay quý vị cũng như thay cho lời chúc mừng của hai em đại diện cho công ty đã gửi tặng tới dòng họ. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các cháu ông Cồng thì cũng đã có mâm ngũ quả để dâng hương kính dâng vào thời điểm trong buổi sáng hôm nay. Và chúng ta sẽ đến với cháu Tiến, cháu Quảng Trí sẽ lên sân khấu để chào hoa. Xin mời hai cháu đang đến và còn những đăng hoa, những mâm quà. Nếu như mà chúng ta có danh sách thì xin mời chúng ta hãy cùng đăng ký cho ban tổ chức để chúng tôi đưa cùng chương trình cập nhật và giới thiệu. Vâng, xin cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị đã cùng chúc mừng. Xin được trân trọng giới thiệu đại diện của dòng họ Phạm Kim. Xin một lần nữa trân trọng giới thiệu ông Phạm Kim Lực, chủ tịch hội đồng gia tộc. Và xin được trân trọng kính mời ông Phạm Kim Kiểm, trưởng họ lên cùng nhận hoa. Trân trọng giới thiệu là ông Phạm Kim Tiến nhận những nắng hoa từ nơi xa, cách tỉnh, cách sông, cách đòn các bạn đã có mặt ngày hôm nay để gửi tặng. Cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị cũng là những lời chúc mừng. Ta xin được trân trọng giới thiệu nắng hoa tiếp theo. Xin trân trọng giới thiệu công ty sản xuất Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Văn Quỳnh, giám đốc công ty. Đã có hạ công ty xây dựng Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Văn Quỳnh, giám đốc công ty sẽ được đại diện lên chào lãng hoa. Xin mời đồng chí. Vâng, một lãng hoa tiếp theo là một lãng hoa rất tươi thắm nữa đã trở về sân khấu bằng những lời chúc mừng. Xin cảm ơn lãng hoa của công ty xây dựng Quảng Ninh. Chúng ta xin được trân trọng giới thiệu công ty Tuấn Bắc Quảng Ninh, đại diện là ông Phạm Quốc Tuấn sẽ trở về sân khấu để chào nắng hoa. Xin được trân trọng kính mời ông. Những nắng hoa mà nắng hoa từ rất dân xa đã được cách tỉnh, cách sông, cách đò và giờ đây mới có mặt ở sân khấu để trở về thay cho những lời chúc mừng tốt đẹp nhất trong buổi lễ kỷ niệm dành cho dòng họ Kim Phạm. Và xin cảm ơn ông Phạm Quốc Tuấn và cũng xin được kính chúc công ty cũng luôn là đang phát đạt. Và xin mời lãng hoa tiếp theo ngày nay, tôi xin được trân trọng giới thiệu công ty trách nhiệm hữu hạn Hiền Anh Quảng Ninh, ông Phạm Quốc Tuấn cũng đại diện cho công ty để cùng chào lãng hoa. Xin được trân trọng kính mời ông. Vâng, xin được cảm ơn ông và chúc mừng chung vui cùng với dòng họ. Tôi xin được trân trọng giới thiệu lãng hoa tiếp theo, những bông hoa tươi thắm công ty xây dựng AC Thái, ông Phạm Minh Quý giám đốc lên chào lãng hoa. Trân trọng kính mời ông. Chúc mừng cho những nắng hoa, những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho dòng họ.
trân trọng giới thiệu đại diện cho Lãng Hoa của họ Vũ. Xin mời bác đại diện cho họ Vũ sẽ lên cho Lãng Hoa trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời bác. Xin phép được làm chương trình trao hoa và tặng hoa. Vâng, xin cảm ơn Lãng Hoa của dòng họ Vũ ạ. Đẹp dành cho dòng họ Phạm Kim trong buổi sáng hôm nay. Giới thiệu ông Phạm Kim Lực tiếp tục trở về sân khấu để điều hành chương trình. Xin được trân trọng kính mời ông. Hòa xã hội Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, lễ kỷ niệm xây dựng 15 nhà thờ họ Phạm Kim. Kính thưa các vị quý khách, kính thưa các bồ, các ông, các bà, các cô chú bác sơ sẻ ở ngoài gần xa khi thờ họ Phạm Kim, từ đường hay nhà thờ có nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống tâm linh với đa số người dân Việt Nam, là nơi thờ cúng tổ tiên, ngày giỗ, ngày rằm, ngày lễ con cháu cùng nhau tín cẩn dâng hương nhớ tri ân các bậc tổ tiên, là nơi thờ cúng bày tỏ mong ước nguyện cầu để tổ tiên phù hộ trụ trì che chở cho con cháu muôn đời được hồng âm phúc ấm. Nhà thờ cũng là nơi lưu giữ giao phả và sổ công đức, nơi vinh danh các bậc hiền tài để con cháu học tập noi theo với đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Với tấm lòng tri ân các bậc tổ tiên, con cháu di tộc họ Phạm Kim thôn Kim Lôi, xã Bạch Đằng, thị xã Kim Lôi, tỉnh Hải Dương lại cùng nhau chung tay góp sức xây dựng, và phát triển nhà thờ từ đường đẹp đẽ khang trang như ngày hôm nay. Và ngày hôm nay trong không khí vui mừng phấn khởi, con cháu Phạm Kim tập về đây kính cẩn dâng hương, nâng trọng kính mời kỷ niệm 15 xây dựng nhà thờ họ. Trước hết thay ban tổ chức, chúng tôi nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các đồng chí lãnh đạo địa phương, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đại diện cho các dòng họ, làng xóm cùng bạn bè thân hữu đến đây chung vui với gia tộc họ chúng tôi. Kính thưa các vị quý khách, kính thưa toàn thể bà con, cô bác, trong thời gian vừa qua, chi tộc họ Phạm Kim vui mừng ghi nhận những thành tích đã đạt được con cháu trong lĩnh vực chính trị, văn hóa, khoa học và kinh tế. Chúng tôi tự hào là dòng họ cũng có phúc ấm của tổ tiên phù hộ, những thành tích đã có đánh dấu sự tiến bộ rất lớn xứng đáng được ghi nhận, động viên, khuyến khích và phát huy. Tuy nhiên, so với xã hội, những thành tích đó còn ở mức tiến tốn, đó là người chi tộc họ Phạm Kim chúng ta chính cần phải là suy nghĩ, có trách nhiệm chăm lo, động viên tạo điều kiện hơn nữa cho con cháu để thành tích cuối cùng đạt được sau này ngày càng cao hơn, làm giảng danh cho dòng họ và góp phần xây dựng quê hương đất nước, cây có cội, nước có nguồn. Con người có cỏ có tâm, điều đó đã trở thành chính lý của quy luật và cuộc sống của người con cháu chi tộc họ Phạm Kim. Sinh ra đều có sự kết tinh từ giọt máu của tổ tiên, vì thế nhà thờ cúng tổ tiên là nghĩa vụ của mọi người trong cùng trong họ. Việc xây dựng và phát triển nhà thờ họ để thờ tụng các bậc tiền bối và nhu cầu chính đáng trở thành nếp sống văn hóa của con người Việt Nam. Coi đây là đạo lý, là người, là thể hiện lòng tri ân của các thế hệ tiên linh đối với tổ phụ của mình, người xưa có công, vạn đại càn khôn hướng kiến tạo, cửa tiên nhật nguyệt đức lưu quang, nghĩa là muôn đời khi ước thịnh phải chăm lo tu bổ nhà thờ hòa và đây là tẩy sáng mãi tiến chỉ phương trời. Chúng ta sẽ thấy có lỗi với lương tâm khi quay áp con tim ta còn biết nghĩ đến điều phải trái, biết yêu cầu hạnh phúc cho đời ta mà quên việc tri ân cho tiền linh và phụ, quên đi nghĩa vụ đối với đồng tộc, với cộng đồng làng xã. Con cháu chi tộc họ Phạm Kim cũng không làm ngoài quy luật đó, bởi là mong ước xây dựng được nhà thờ họ để thờ cúng mà là thể hiện sự hiếu thảo áp
ứng đức sinh thành. Dưỡng dực của tổ tiên đó là địa linh, tụ khí xây dựng từ đường, từ tôn và phục vụ trường sinh. Việc xây dựng từ đường được sự hưởng ứng tự nguyện của các con cháu tri tộc họ Phạm Yên. Sau 15 xây dựng từ đường năm 2010 đến năm 2020, hôm nay ngày 22 tháng 10 năm 2020, tri tộc Phạm Yên long trọng tổ chức 15 xây dựng nhà thờ trong ngày vui hân hoan phấn khởi của sự đoàn tụ dòng của chúng tôi, để hướng về cội nguồn bày tỏ tấm lòng nước hà hải kính dâng lên tổ tiên. Một quá trình xây dựng nhà thờ họ Phạm Kim, nhà thờ họ Phạm Kim được khởi công xây dựng vào ngày 10/6/2010 và khánh thành vào ngày 23/10/2010 năm Canh Dần. Để xây dựng nhà thờ, hội đồng giai tộc thành lập ban chỉ đạo gồm các ông Phạm Văn Là, Phạm Văn Cầm, Phạm Văn Hân, Phạm Văn Kiểm, ban điều hành xây dựng, thiết kế, thi công đều là con cháu trong họ, những người có kinh nghiệm, kiến thức trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc và cũng nhiều vấn đề khác liên quan đến xây dựng được nhà thờ vấn đề liên quan. Tìm địa điểm, huy động nguồn tài chính, đây là công việc khó khăn, muốn thực hiện tốt được các tiêu đề để ra phải có sự quyết tâm lớn. Với sự đồng thuận của các hộ gia đình trong dòng họ, sau nhiều năm khảo sát thảo luận, hội đồng gia tộc đã đi đến sự nhất trí và đặt địa điểm xây dựng nhà thờ được sự đồng thuận của mọi thành viên trong họ. Nhà thờ họ đang ở xóm 8 thôn Kim Nôi, xã Bạch Đằng, huyện Kim Môn, nay là thị xã Kim Môn, tỉnh Hải Dương. Ông Phạm Kim Chính đã tự nguyện hiến 300 mét vuông đất bỏ cư để xây dựng nhà thờ. Nguồn kinh phí xây dựng là các xuất binh của các cụ đóng góp với sự hỗ trợ của một số có điều kiện kinh tế trong dòng họ. Kinh phí buổi đầu xây dựng năm 2010 là 250 triệu đồng. Mọi cá nhân trong họ đều tự giác đóng góp công sức vào quá trình xây dựng nhà thờ. Công tác học cần cũng được các gia đình trong dòng họ rất quan tâm, nhằm đảm bảo tiến độ xây dựng đúng theo thời gian đã đề ra. Trải qua hơn 1 tháng, công trình xây dựng được hoàn thiện. Nhà thờ họ rộng 56 m², hướng đông, các công trình phụ trợ, sân sinh hoạt cộng đồng, đường, nhà kho đều được thiết kế hợp lý và phong vị phù hợp với bản cảnh môi trường xung quanh. Hai hoạt động của nhà thờ khoảng 15 qua, nhà thờ khánh thành là niềm vui chung của tất cả mọi người, đáp ứng niềm khát khao của các thành viên trong dòng họ Phạm Kim. Để phát huy giá trị nhiều mặt của nhà thờ, hội đồng gia tộc đã đề ra quy ước tổ chức hoạt động của họ chung của nhà thờ. Nhà thờ là nơi sinh hoạt cộng đồng của tất cả mọi người trong họ. Người trực tiếp thường xuyên trông coi nhà thờ trang là ông Phạm Kim Chính, hàng tháng vào ngày mùng 1 và ngày rằm có trách nhiệm thắp hương nhớ tổ tiên trong những ngày trong năm, có ngày 13 tháng 6 và ngày 25 tháng 10 âm lịch. Các con cháu tập trung tại nhà thờ tổ chức dâng hương lễ lễ tổ, bàn tiệc họ và liên hoan tụ lộc hàng năm vào Tết Thanh Minh và ngày 30 Tết âm lịch. Các con cháu trở về nhà thờ dâng hương, đi thăm non, thắp hương phần mộ những người đã mất trong họ và thắp hương nghĩa trang liệt sĩ. Lễ sinh hoạt trên đã trở thành thông lệ được mọi người tự giác chấp hành trong quá trình hoạt động của nhà thờ 15 qua. Có một số hạng mục cần tu bổ, nâng cấp, sửa chữa đất, hội đồng gia tộc đã kêu gọi sự đóng góp kinh phí của các hộ gia đình, đặc biệt là một số cá nhân trong họ có lòng hảo tâm đã tự nguyện cung tiến hiện vật có giá trị, đóng góp nguồn tài chính đáng kể để hoàn thiện cho nhà thờ ca trang hiện địa và hoạt động và ngày càng có hiệu quả hơn. Các con cháu lao động học tập công tác xa quê hương
khi về thăm gia đình đều đến nhà thờ thắp hương nhớ về cội nguồn tổ tiên, điều đó là phần có ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của mọi thành viên trong họ. Cá chi của dòng họ có sự đồng thuận nhất trí cao đối với các vấn đề mà hội đồng gia tộc đề ra, nhờ tinh thần đoàn kết nên mọi việc rất hệ trọng như hiếu hỉ của các gia đình đều được mọi người tự giác lo toan giúp đỡ, coi việc đó công việc như của chính mình. Nhà thờ thực hiện là sự nơi gắn kết mọi thành viên của trong họ, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình, giáo dục con cháu về đạo đức và chấp hành tốt các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Mọi người sống chân hòa, chân tình, thủy chung trong tình làng nghĩa xóm, giúp đỡ nhau lúc khó khăn hoàn nạn để hoàn thành tốt nhiệm vụ công dân và tham gia tích cực vào công việc chung của làng xã. Đặc biệt trong những năm vừa qua, nhờ công tác giáo dục của mỗi gia đình, các dòng họ các cháu đã được chăm lo học giỏi, không quá trọng làm xa ngã và tà lạc xã hội. Công tác tinh học hiện tại cũng được họ quan tâm đúng mức để có nguồn kinh phí động viên các cháu đã thành đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện đầu lăng các hộ gia đình đã đóng góp tài chính vào việc học của gia họ. Tuy nguồn tài chính không nhiều nhưng hàng năm vào dịp Tết Trung Thu, các cháu tập trung vào nhà thờ dâng hương tổ tiên và hội đồng gia tộc có phần thưởng xứng đáng đối với các cháu đã đạt danh hiệu học sinh giỏi các lớp, thi đỗ vào các trường chuyên nghiệp. Nhờ sự nỗ lực cố gắng khắc phục của khó khăn trong học tập, sự chăm lo động viên của các bậc cha mẹ, ông bà và dòng họ, nhiều cháu đã giành được thành tích rất trọng, tự hào. Cá biệt có một số các cháu đã đạt giải cao trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia. Tính đến nay đã có hơn 50 cháu đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học, ra trường có việc làm và thu nhập ổn định. Dòng họ Phạm Kim lần đầu tiên một cháu đang đã có học thành tích, đã lập được thành công luận án tiến sĩ, một cháu hiện hy sinh và sẽ bảo vệ luận án. Trong thời gian tới, hội đồng dân tộc rất chú trọng việc xây dựng những thế nào tiếp tài, nhờ sự đóng góp của các hộ gia đình và các nhà hảo tâm. Dòng họ Phạm Kim thôn Kim Lôi hiện tại có 84 hộ gia đình với tổng là 280 khẩu, 116 nam và 81 nữ, 83 dâu, định cư sinh sống chủ yếu tại quê hương và một số tỉnh thành. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, 44 người tham gia, trong đó có 3 liệt sĩ và 1 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Để tiếp tục phát huy giá trị của nhà thờ trong thời gian tới, gia tộc họ Phạm Kim thực hiện tốt một số công việc sau. Một là thường xuyên chăm lo xây dựng hệ thống tổ chức điều hành hoạt động của nhà thờ, củng cố ban chỉ đạo điều hành hoạt động và là yếu tố quan trọng hàng đầu, ý nghĩa quyết định đến việc duy trì phát huy tác dụng giá trị của nhà thờ trong hoạt động chung. Ban chỉ đạo điều hành bao gồm các trưởng chi trong họ là nơi tiếp xúc trực tiếp với các hộ gia đình, truyền tải thông tin nhanh chóng kịp thời đến mọi người, tiếp tục bổ sung hoàn thiện quy ước tổ chức và hoạt động việc họ để duy trì phát huy giá trị nhà thờ. Các thành viên trong ban chỉ đạo điều hành phải có mối quan hệ thường xuyên với nhau, chủ trì các cuộc họp quan trọng của họ, tiến hành thảo luận dân chủ và đưa ra quyết định đúng đắn để phát huy giá trị nhiều mặt của nhà thờ họ, việc trong dòng họ. Hai là tiếp tục giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn cho mọi thành viên trong dòng họ. Nhà thờ là nơi thiêng liêng, địa điểm sinh hoạt cộng đồng của các thành viên trong họ, nơi giáo dục con cháu lòng yêu quê hương đất nước, nhớ về cội nguồn, phát huy kết quả hoạt động của nhà thờ 15 năm qua.
thời gian tới thường xuyên giáo dục mọi người về tinh thần đoàn kết, tương thân tương yêu con người, tiếp tục giáo dục bồi dưỡng các thế hệ con cháu về đạo đức nhân cách, chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng nhà nước, nội quy quy chế cộng đồng dân cư, động viên các gia đình tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế bền vững, tham gia tích cực vào các hoạt động cộng đồng, góp phần tích cực vào các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu hiện nay ở địa phương. Ba là đẩy mạnh hoạt động khuyến học trong dòng họ. Công tác khuyến học hiện tại 10 năm qua của dòng họ Phạm Kim đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng. Trong thời gian tới cần đẩy mạnh hoạt động này bởi đây là một động lực quan trọng động viên các cháu nỗ lực và cố gắng trong học tập và rèn luyện trở thành con ngoan cho giỏi, công dân có ích cho xã hội. Phấn đấu trong những năm tiếp theo sẽ có nhiều cháu trong dòng họ đạt trình độ học vấn cao hơn thế hệ đi trước, thành đạt thăng tiến trên mỗi bước đường công tác. Đây là một niềm tự hào chung của mỗi người trong họ. Phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ phấn đấu sẽ có nhiều hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu cho gia đình và quê hương. Mọi thành viên tiếp tục đóng góp tích cực vào xây dựng quỹ khuyến học hiện tại, giáo dục tinh thần ham học của mình trong mỗi gia đình, hưởng ứng tích cực phong trào xây dựng xã hội học tập học suốt đời, xây dựng gia đình văn hóa về tiêu chí lo ấm tiến bộ bình đẳng hạnh phúc. Trên đây là một số lễ khái quát về quá trình xây dựng hoạt động của nhà thờ 15 qua, phương hướng phát huy và giá trị của nhà thờ trong thời gian tới. Thay mặt cho dòng họ Phạm Kim, tôi xin chân thành cảm ơn, kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và các vị đại biểu, khách quý và toàn thể gia tộc xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị, vừa rồi quý vị đã đến với ông Phạm Kim Đức, Chủ tịch Hội đồng Gia tộc đã phát biểu về lịch sử ý nghĩa của việc xây nhà thờ họ. Và lúc này chúng ta sẽ đến với nội dung tiếp theo, nội dung ý nghĩa phát biểu của con cháu trong dòng họ Kim Phạm sẽ được cho cháu kính mời. Không bao giờ để được khách quý, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cùng các cô, dì, chú bác và các anh chị em trong dòng họ Phạm Kim. Hôm nay con rất là vinh dự và tự hào được thay mặt cho các thế hệ con cháu dòng tộc họ Phạm Kim phát biểu những cảm xúc của mình nhân lễ kỷ niệm 15 thành lập xây dựng nhà thờ. Lời đầu tiên cho phép con được gửi lời tới đại gia đình họ Phạm Kim chúng ta lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể gia tộc họ Phạm Kim, đối với người Việt Nam ta, thờ phụng tổ tiên là một truyền thống tốt đẹp, là bản sắc văn hóa lâu đời, là đạo lý mà bao thế hệ ông cha ta truyền dạy. Nhà thờ họ là nơi thờ cúng tổ tiên, nơi ngày giỗ, ngày Tết, con cháu tụ họp cùng nhau kính cẩn dâng hương, lễ vật, kính cáo với tiền nhân những thành tích của thế hệ đang sống, bày tỏ ước mong được sự phù hộ độ trì, che chở cho muôn đời con cháu được phúc ấm mãi dày. Nhà thờ cũng là nơi lưu giữ, bổ sung gia phả, gia pháp, duy trì bản sắc dòng tộc và cũng là nơi vinh danh các bậc hiền tài đã giải công giải đức trong họ để con cháu mãi mãi được noi theo. Dòng họ càng lâu đời, con cháu càng đông đúc, kẻ bồi đắp xây dựng chốn quê nhà, người tiếp bước khai cơ lập nghiệp ở phương xa. Thế nên nhà thờ luôn hướng về cội nguồn, là mái nhà chung cho hết thảy những ai có tấm lòng về cội nguồn. Nơi đây chúng ta nhận họ, nhận hàng, nghiền ngẫm suy nghĩ về ước nguyện của bao đời công đức để mà dốc sức noi theo. Nơi đây anh em chúng ta cùng nhau hàn huyên tâm sự vào những dịp tế tạ tổ tiên, cùng nhau chiêm ngưỡng xả bùi, khích lệ động viên nhau trước những được mất của cuộc đời. Thời gian thấm thoát khoe đưa, vậy là nhà thờ họ Phạm Kim chúng ta đã được xây dựng 15. 15 là một thời gian không phải là ngắn, nó đủ dài để minh chứng cho tấm lòng của con cháu đối với các bậc liệt tổ liệt tông của dòng họ Phạm Kim. Nhà thờ tổ họ Phạm Kim là chốn tâm linh thờ cúng tổ tiên của mọi người. Con cháu sẽ trường tồn mãi mãi với thời gian, dù ở chân trời góc biển. Con cháu họ Phạm Kim luôn nhắc nhở nhau rằng nơi đây là gốc gác,
nơi đây là cội nguồn của tổ tiên của dòng họ Phạm Kim. Xin ghi nhớ đừng quên khi tim ta còn đập cho dòng máu tổ tiên còn chảy trong ta. Xin tổ tiên linh thiêng phù hộ, độ trì cho các thế hệ con cháu, nội, ngoại của dòng họ khỏe mạnh, hạnh phúc, cầu tài, được tài, cầu lộc, được lộc, gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống, phù hộ cho quốc thái dân an, xã hội phồn vinh, thanh bình, hạnh phúc. Trước bàn thờ tổ nghi bút, hương thơm, chúng con xin hứa sẽ chăm sóc, bảo quản nhà thờ họ chu đáo, tận tâm, tận hiến, thờ cúng tổ tiên, chăm lo dạy dỗ con cháu, sao cho con thảo cháu hiền xây dựng họ mạc đoàn kết tương thân tương ái, giúp nhau ngày càng yên vui hạnh phúc để họ Phạm Kim trường tồn phát triển mãi mãi với non sông đất nước. Tất cả con cháu nội ngoại chúng ta đều có bổn phận và trách nhiệm đối với tổ tiên, lưu tâm công đức hiếu hạnh trong người như một, đoàn kết một lòng cùng chung nhau bồi đắp nền tảng của tổ tiên, nói theo gương sáng của công bậc tiền bối đã để lại, xây dựng cho họ Phạm Kim ngày càng vững mạnh, tiền tử lưu tôn thành quả tốt đẹp không bị mất gốc. Một lần nữa con xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu khách quý, các cụ, các ông, các bà, các cô dì chú bác, các anh chị em dâu rể, cháu chắt đời ngoại gần xa mạnh khỏe, đoàn kết thân ái, chúc cho sự đoàn tụ của đại gia tộc họ Phạm Kim chúng ta thật hạnh phúc và viên mãn. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa quý vị, và nội dung tiếp theo tôi xin được trân trọng giới thiệu, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ tới quý lời phát biểu của lãnh đạo địa phương. Tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Ngạn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Bạch Đằng sẽ lên trên có đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa chân linh cụ Phạm Kim Chi, cụ tổ họ Phạm. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các đại biểu họ Phạm. Kính thưa các đại biểu, các cụ, các ông bà đại diện cho các dòng họ về dự ngày hôm nay, thưa toàn thể các đại biểu, hôm nay tôi rất vui mừng và phấn khởi cùng với các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cùng các đồng chí lãnh đạo các ban ngành đoàn thể địa phương, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn Đại Uyên và Kim Nôi về dự lễ kỷ niệm 15 ngày xây dựng nhà tàu đường của Phạm Kim ngày hôm nay. Lời đầu tiên tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới toàn thể các cụ, các ông, các bà. Chúc buổi lễ kỷ niệm ngày hôm nay thành công tốt đẹp. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các đại biểu, xây dựng nhà thờ họ, tức là nhà tàu đường, là một nét văn hóa bản sắc dân tộc của Việt Nam. Nhà thờ là nơi để cho con cháu của mỗi dòng họ tưởng nhớ, tôn vinh và tri ân tới các cụ, các ông, các bà đã sinh thành ra con cháu của mỗi dòng họ. Và nhà thờ cũng là nơi để thường xuyên giáo dục con cháu trong học tập, công tác, lao động ở mỗi lĩnh vực, chúng ta ngày một tiến bộ và phát triển, để cho con cháu của mỗi dòng họ tuyên truyền thực hiện tốt nét văn hóa trong dòng họ. Và hôm nay dòng họ Phạm Kim ở thôn chúng tôi cũng là một trong những dòng họ tiêu biểu, đại diện cho 9 dòng họ của xã Bạch Đằng đã xây dựng được nhà thờ. Nhưng hôm nay dòng họ Phạm Kim là dòng họ đầu tiên tổ chức kỷ niệm 15 ngày xây dựng nhà thờ họ, và với lại toàn thể các quý đại biểu con cháu về dự lễ ngày hôm nay, và cũng là một nét văn hóa tuyên truyền động viên đến toàn thể con cháu trong dòng họ cũng như là bà con cô bác trong thôn xóm thực hiện cái lễ văn minh tri ân công đức nhờ cái hồng ấm của tổ tiên mà con cháu dòng họ Phạm Kim phát triển như ngày hôm nay, cũng là một cái nét văn hóa trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư của mỗi một thôn xóm, mỗi một bản làng của chúng ta. Và đây cũng là một cái điều mạnh trong các phong trào
xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và trong phong trào xây dựng nông thôn mới và trong phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã Bà Giảng hôm nay. Chúng tôi cũng kỳ vọng rằng đây cũng là một cái điểm nhấn và cũng sẽ một ngày được nhân rộng lên đối với các xã hội để thực hiện cái nét đẹp này, có những kỷ niệm là có những cái đánh dấu ấn trong cái việc xây dựng, trong việc phát triển và việc chứng minh được từ khi chúng ta xây dựng được từ đường nhà thờ họ mà con cháu đã được đoàn kết thi đua học tập tốt trong công tác lao động sản xuất đều tiến bộ và xây dựng quê hương của chúng ta ngày một giàu đẹp và văn minh ngày hôm nay. Và thể hiện hôm nay chúng tôi cũng như các quý đại biểu thấy được cái nét rất là đẹp, rất là vui tươi phấn khởi của toàn thể các cô các ông các bà con cháu theo dòng họ hướng về cái ngày kỷ niệm ngày hôm nay với những cái phong trào văn hóa văn nghệ từ chiều qua cho đến ngày hôm nay. Và hôm nay một lần nữa thay mặt cho các ủy chính quyền địa phương, tôi xin ghi nhận và xin biểu dương có lẽ kết quả đạt được của con cháu trong dòng họ trong 10 năm qua. Một lần nữa xin nhiệt liệt biểu dương. Kính thưa các cụ, các ông, các bà về dự với lại buổi lễ kỷ niệm hôm nay, thì một lần nữa thay mặt cấp ủy chính quyền địa phương, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn cho các cụ, các ông, các bà trong dòng họ cùng toàn thể con cháu dòng họ trong thời gian qua cũng đã phát huy hưởng ứng các phong trào phát động của Đảng và Nhà nước cũng như của cấp ủy chính quyền địa phương trong phong trào xây dựng nông thôn mới, trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao. Và đến nay chúng ta đang tiếp tục hoàn thành về đích trong phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đó cũng là một cái thành công và có sự đóng góp to lớn của các cái dòng họ trong xã Bà Giảng nói chung và nói riêng với dòng họ Phạm Kim của chúng ta hôm nay. Chúng tôi mong rằng trong thời gian những năm tiếp theo tiếp tục đề nghị với lại dòng họ cùng các bà tiếp tục hưởng ứng thực hiện tốt cái nét đẹp này và trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã Bà Giảng là một trong những xã đầu tiên của thị xã Kinh Môn để về đích. Chúng tôi xin đề nghị với lại đồng bộ các đại biểu chúng ta cũng hưởng ứng với lại cái phong trào của cấp ủy chính quyền địa phương bắt đầu như vậy. Và một lần nữa trước khi đứng lời xin gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể các cô các ông các bà các quý đại biểu cùng toàn thể các đại biểu về dự lễ kỷ niệm 15 ngày hôm nay luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt ban tổ chức xin được cảm ơn đồng chí lãnh đạo, đồng chí Nguyễn Văn Ngạn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Bạch Đằng đã trở về chỉ đạo và phát biểu trong nội dung của chương trình lễ kỷ niệm buổi sáng hôm nay của dòng họ Kim Phạm. Và kính thưa toàn thể quý vị, và đáp lại ân tình của tất cả quý vị đã trở về đây bớt chút thời gian và ngọc không còn ngại đường xá xa xôi và dự buổi lễ kỷ niệm được diễn ra thành công tốt đẹp, thì cho phép nhà chương trình xin phép được thay mặt ban tổ chức đem đến món quà tiếp theo, đó chính là món quà văn nghệ với những câu ca tiếng hát để ca ngợi tình yêu đất nước, ca ngợi tình quân đất đôi. Và chúng ta sẽ gặp gỡ lại với những hiện trình của miền quê Kinh Bắc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đến với một bài thơ rất đặc biệt và ý nghĩa ngày hôm nay do cô Sơn cũng ở trong chi họ Phạm Kim chúng ta ngày hôm nay, cô sẽ lên hương thơ với một tiết mục để về trở về trong buổi kỷ niệm để gửi tặng quý vị. Xin được trân trọng kính mời cô. Bài thơ nhà họ chúng ta hôm nay giỗ tổ thật là đông vui, tin nôi quê đẹp tuyệt vời. Nhà họ Phạm là nơi tôn thờ, 10 năm tỏa khói thương đưa, con cháu nội ngoại bây giờ gặp nhau, họ Phạm con cháu cùng nhau về đây hoa lễ dâng lên bàn thờ. Phạm tộc con cháu bây giờ đông vui thành đạt là nhờ tổ tiên, ơn bác ơn đảng vững bền, kim nôi đất mẹ tuy tên sử vàng, xa quê không thể vỡ bàng, vắng quê không thể vãng quên quê nhà. Con cháu họ Phạm của ta làm ăn nhất đã phát đạt, bây giờ thanh danh. Họ Phạm con cháu cùng quanh về quê dỗ tổ nhanh nhanh mà về, kim nôi cùng với nàng quê quá tổ mới quá bốn bề cháu con đoàn kết chặt chẽ chắc xoan, vui buồn cho nhỏ không còn thiếu ai, biết ơn tổ nghiệp họa mai, lưu truyền mãi mãi đời đời không quên. Dạ vâng, quả đúng là tuổi cao thì sức càng cao, mà tuổi già thì trí không già. Và cô đã bao ngày nghiền ngẫm để viết lên một bài thơ ý nghĩa để mang về buổi lễ kỷ niệm, cũng như nhắc nhở con cháu luôn luôn đoàn kết và sống yêu thương để phát triển cho dòng họ ngày càng mạnh mẽ cùng phát triển của với đất nước. Cảm ơn cô Sơn rất nhiều. Và chúng ta cùng hướng lên sân khấu đến với phần giao lưu văn nghệ trong buổi sáng hôm nay. Xin mời quý vị đến với giọng hát của anh Quang Năm với bài hát viết về quê hương đất nước, bài hát Hà Nam đất mẹ anh hùng đến từ câu lạc bộ Liên Thế Hệ thôn Kim Nôi. Xin được trân trọng kính mời anh Quang Năm. Anh đưa em về thăm quê anh, về ba ba tư sông nông được trắng hờ, sông sâu hiền hòa không thể yêu thương. Rồi lâu lâu nó vui, hôm nay về chưa mai đắm em say về Hà Nam. Ai đó cho ai ve trong anh hồng phù, nhớ ngày đầu chúng đầu máu đỏ bay mẹ tin ra đi không hẹn ngày trở về Hà Nam. Thank you.
sự nắng hào. Sông sâu hiền hòa, sông lẹ nhẹ yêu thương, à Lan ơi, sông hôm nay ơi hân tình. Về ngã sông này chờ bầu xưa con đò làm xưa gợi lấy nhớ sông sông đây về mình đưa mãi đông em ơi về Hà Lan ai đó cho ai sẽ sống ăn hồng phù như ngày đầu súng đầu máu đỏ mẹ đi ra đi không hẹn ngày trở về ông Phạm Kim Lực, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc có đôi lời phát biểu cảm ơn trong buổi lễ ngày nay. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ, cô dì, chú bác, nội ngoại, kính thưa các đồng chí đại diện cho chính quyền, cán bộ địa phương, kính thưa các ông bà đại diện cho các dòng họ, kính thưa các vị khách quý về dự buổi lễ ngày hôm nay. Thay mặt Hội đồng Dân tộc, tôi xin trân trọng cảm ơn. Thế qua lời báo cáo, cái bản báo cáo của gia tộc họ Phạm Kim thì đã được các dòng họ tham khảo, và nhất là đồng chí bí thư đảng ủy xã Bạch Đàn đã căn dặn và động viên họ Phạm chúng tôi nói riêng và các dòng họ thôn Kim Lôi và xã nhà nói chung cần phải phát huy và phát triển và làm giàu cho quê hương, làm đẹp cho gia đình bản thân. Hôm nay tôi thay mặt cho dòng họ xin kính chúc tới tất cả các vị khách quý, các cô, các ông, các bà, các bác, cô dì, chú bác hai bên nội ngoại, các đồng chí đại diện cho chính quyền địa phương và tất cả các vị khách có một lời chào sức khỏe trân trọng nhất. Xin hết. Vốn là một dòng họ mà ở đó hậu duệ thời nào cũng thấm nhuần di ngôn di huyết của tổ tiên để lại, đoàn kết nhân ái, tảo tần cần kiệm, dựng cơ lập nghiệp, sống nhân ái để giữ gia thanh, tu nhân tích trí vươn lên. Tự hào với truyền thống quê hương dòng họ, con em họ Phạm Kim ở Kim Lôi dù đang ở bất cứ nơi đâu, làm việc gì cũng luôn khẳng định được năng lực của mình. Nổi bật ở quê hương Kim Lôi, Bạch Đằng có dòng họ Phạm Kim của chúng tôi, dòng họ bản cổ trong cộng đồng các dòng họ của dân tộc Việt Nam, dòng họ châm anh nhiệt huyết, có lối sống hiền lương, trong nhà thì trung hậu, với người đời sống có nghĩa có tình. Con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Ý thức được điều đó nên năm 1996, Hội đồng Gia tộc họ Phạm Kim chúng tôi đã bổ sung ghép nối hoàn chỉnh gia phả của dòng họ, cùng với đó in phát cho các chi gồm chi 1 và chi 2. Chi 1 là cụ Phạm Kim Trinh và chi 2 là cụ Phạm Kim Tường. Rồi tiếp sau đó, dòng họ Phạm Kim ở Kim Lôi, Bạch Đằng, tỉnh Hải Dương còn xây dựng được tộc ước, hay có thể gọi là quy ước, tổ chức và hoạt động việc họ gồm 8 chương, 22 điều. Mà điểm nhấn rõ nhất là phần mở đầu của tộc ước đã giới thiệu rất rõ về dòng tộc họ Phạm Việt Nam, có từ thời người Việt bắt đầu mang tên họ với số dân đông hàng thứ tư, thứ năm trong số hàng trăm dòng họ
trên cả nước với khoảng 6 triệu người. Nổi bật ở thế kỷ 6 có danh tướng Phạm Tu, khai quốc công thần nhà Tiền Lý, có công dẹp tan giặc Lương ở phương Bắc năm 542, Bình Định Chiêm Thành năm 543, dựng lên nhà nước Vạn Xuân năm 544. Sau đó được vua Lý Nam Đế sắc phong là Long Biên Hầu, đặt Thụy là Đô Hồ Đại Vương, phong lập Bàn Cảnh Thanh Hoàng và được các dòng họ Phạm cả nước suy tôn là đệ nhất Thượng Thủy Tổ. Trong 8 chương của tộc Phước, họ Phạm Kim ở Kim Lôi Bạch Đằng chúng tôi gồm có chương 1 nêu tổng quan dòng họ Phạm, chương 2 nêu rõ quyền và bổn phận của các thành viên trong dòng họ, chương 3 ngày dỗ tổ, chương 4 công tác quản lý tài sản của gia tộc, chương 5 việc hiếu hỷ, chương 6 công tác khuyến học khuyến tài, chương 7 lập và sử dụng quỹ họ, chương 8 khen thưởng và kỷ luật. Ở đây mỗi chương đều có ý nghĩa và tác dụng, nhưng đã thể hiện được tinh thần đoàn kết của con cháu dòng họ Phạm Kim, có thứ bậc và cùng có trách nhiệm để tuân thủ xây dựng dòng họ Phạm Kim đội 8, thôn Kim Lôi, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương vững mạnh trường tồn. Tộc ước được thực hiện từ mùng 1 tháng 3 năm 2014 và cũng đã được chỉnh sửa cho phù hợp với từng giai đoạn. Và cũng từ đó đến nay, các thành viên thực hiện khá tốt. Ngược dòng thời gian, nhờ công tác chấn hưng văn hóa của Đảng và Nhà nước, nên ở thời điểm năm Canh Dần 2010, tôi lên tôi giải đáp chỉ ngắn như thế này, vì một số các cụ công các bác tận thôn hay là một số trở thành công cán bộ của Việt Nam không có tiến bộ trong cái này. Bây giờ tại sao từ trước giờ tôi không có Phạm Pin mà hiện nay lại có Phạm Pin đấy? Thế thì tôi lên tôi giải thích như thế này: cả thôn Kim Lôi có một họ Phạm, không có hai, trong mỗi cái cụ công các bác như thế là vì thế này là để cho các cụ minh công các vị đều lắm rồi. Vì họ Phạm Kim tôi là trước ông thượng tổ họ Phạm, tên cụ là Phạm Kim Chi Trần Phúc Toàn. Cụ Phạm Kim Chi là sinh được hai người con trai, một người thứ nhất là Phạm Kim Quế, ông thứ hai là Phạm Kim Linh. Chính vì vậy chúng tôi theo dòng họ đó là họ Phạm Kim. Thứ hai là họ Phạm Kim tôi bây giờ có năm chi, hai ngắn thì phân ra năm chi, tôi có tập họp họ đem năm cái chi đấy về tôi khớp ra cả, thì công đều công nhận, họ Phạm đều công nhận là họ ta là tổ thượng tổ là Phạm Kim Chi. Thế vậy thì bây giờ trên nhà thờ tôi có đề là Phạm Kim, họ Phạm Kim thì chính các cụ công các bác cũng không rõ rồi sao lại cái bộ là Kim. Bây giờ các người xin làm một cái nhà thờ chắc là phân biệt họ ảnh. Không phải chứ. Mà tôi hứa với các cụ công bố các vị chứng khách, mà cả với là lãnh đạo là sau này đấy, chúng tôi sẽ tập hợp và tổng kết và chúng tôi sẽ có một cái bàn thảo đồng. Chỉ có một hợp hạng, không có hai. Thế còn ý của các cụ công bố là có thể là một chi hai, nhãn hai, chưa nhất trí. Thì cái đó là cái là cho cái bàn thảo đồng chúng tôi cũng xin công nhận là có khi làm, có khi lên tốt lắm. Có cái nào về mâu thuẫn đâu. Thế nhưng mà không phải mà Phạm Kim bây giờ có Phạm Kim là có Phạm Văn, không phải. Chính vì vậy gọi là cái chủ đề ngay họ tôi bây giờ có cái cháu nó là Phạm Quang, thì cái đó là cái từ hồ của các cháu hay là Phạm Minh Quang nên tin cả. Thế nhưng bây giờ chúng tôi thống nhất là Phạm Kim vì cái tính đại nó có hiểu trước thì đạt được, chứ bây giờ mà cái sổ khai sinh mà hôm nay thì Phạm Kim, mai là Phạm Văn cho ca nghỉ đi, không được đâu.
ngay bây giờ mà sau này linh tinh với con thì mà cho đi học có hỏi là ông phạm gì, có hỏi cái chỗ mà thấy cây xin như phạm văn ở đây là phạm kim thôi thế thì hiểu hết rồi. Cho nên ngay bây giờ chúng tôi là phạm kim, cho nên là tôi xả đáp như thế cho thằng tổng công cho đáp các chủ thể ở đây lắm được ạ. Chứ không phải là Kim Lôi có hai phạm tiền lương các chủ công tác như thế, chính vì vậy cho nên là cái xây cái nhà thờ đây thì thực tế là tôi chúng tôi hỏi mà biết lắm mấy tháng giờ mà chúng tôi chấp có thời cơ, nếu mà góp ý của công hỏi cho họ là chúng phải lui lại, nếu lui lại không thể làm, không thể làm, cho nên chúng tôi thôi chỉ một ngắn kiếm của một nhà vào quyết định là chúng tôi nên phải làm ý là như thế, chứ không phải là bốc đồng lên thì xây một cái nhà thờ thì chúng tôi là phạm kim thì nó không phải như thế, mà họ tôi hứa là chỉ có một đạo phạm không ai. Kính thưa các vị đại biểu các chính sách, kính thưa các quý vị đại diện cho đảng chính quyền địa phương, kính thưa các tổ các ông các bà cô chị chú bác cùng toàn thể anh chị em con cháu nhà mình, sáng nay qua một ngày thời gian làm việc liên tục, có phòng kinh thuật kim đôi đã long trọng làm lễ cắt băng khánh thành nhà thờ Hoàng Cung Minh, đánh dấu mốc xuân lịch sử chói lọi của thần trước, góp phần nhỏ bé của họ mừng một ngàn năm Thăng Long Hà Nội. Từ nay con cháu sắc trong dòng tộc đã có lời thờ tổ tiên, con cháu sắc nội ngoại phải có trách nhiệm cao cả, tiếp bước dài để làm đường cho dòng tộc, cho đời mai sau. Con người phấn đấu cùng các dòng tộc xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh. Hôm nay họ ta đã được các đồng chí đại diện cho đảng chính quyền đoàn thể đến dự chúc mừng và phát biểu giao trách nhiệm cho họ, những việc giao lưu thân mật đoàn kết cùng với các đồng tộc để xây dựng cho làng văn hóa, cho xóm văn minh, để thành đạt những cái điều mơ ước của các đồng chí lãnh đạo đã phát biểu đồng viên. Chúng tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu quốc khách, các vị đại biểu quý khách hôm nay có mặt tại buổi lễ nhiệt liệt chào mừng. Và đã nghe dòng họa trong khuôn phát biểu không ngoài mục đích cố gắng chung phấn đấu vươn lên làm giàu cho quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, đoàn kết cùng nhau xây dựng làng văn hóa và thôn trường buồn. Dòng tộc họ Phạm Kim ở Kim Lôi Bạch Đằng chúng tôi đã cùng đồng lòng, đồng sức xây dựng được ngôi nhà thờ họ to đẹp khang trang với diện tích rất khiêm tốn 56m². Hướng nhà thờ là hướng đông. Đây là hướng mặt trời mọc, mình đương xua tan đêm tối, có ánh nắng thì vạn vật mới sinh sôi phát triển. Cho nên nó tượng trưng cho sự sinh tồn, niềm tin vào tương lai tươi sáng. Đây là hướng hẻm mát, đông ấm. Theo đạo Phật, đây là hướng gắn với điều kiện hạnh phúc. Theo nhân giáo thì đây là hướng của thánh nhân. Thánh nhân nam diện nghe thính thiên hạ, có nghĩa là thánh nhân quay mặt về nam, nghe lời tâm của thiên hạ. Con cháu coi tổ tiên của mình như những thánh nhân luôn theo dõi và phù hộ độ trì cho hậu sinh. Cổng nhà thờ là hướng đông
ghé nam đi vào. Cổng được khép mở bằng chất liệu inox, trang trí hoa văn. Sân nhà thờ được lát gạch đỏ. Hòn đá có tượng trưng hình mẫu tử, đánh dấu mốc son, ghi lại lịch sử xây dựng nhà thờ họ Phạm Kim. Do Phạm Kim Tiến, đời thứ 11, cung Tiến, cùng các công trình phụ trợ theo kiến trúc học phong thủy phù hợp cảnh quan môi trường. Nhà thờ tọa lạc tại xóm 8, thôn Kim Lôi, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Có đất tốt, tổ tiên ngự an lành, để tôn tộc ngàn năm vững mạnh. Lão thành cùng bao mái đầu xanh, từ đường to đẹp cầu phúc lành mai sau. Rồi sau ba cuộc họp bàn về phương án xây dựng, tìm đất, anh Phạm Kim Chính đã tự nguyện hiến 300 mét vuông đất ở xóm 8, thôn Kim Lôi, Bạch Đằng, đất thổ cư để xây dựng nhà thờ. Nguồn kinh phí xây dựng của tất cả các xuất đinh của các hộ gia đình trong dòng họ đóng góp, cùng với sự hỗ trợ của một số người con trong dòng họ có điều kiện kinh tế đã phát tâm công đức. Kinh phí buổi đầu để xây dựng ở thời điểm năm 2010 là 250 triệu đồng. Để đảm bảo kế hoạch và tiến độ xây dựng, Hội đồng gia tộc họ Phạm Kim chúng tôi đã thành lập ban chỉ đạo gồm các ông Phạm Văn Lạc, ông Phạm Văn Cầm, ông Phạm Văn Hân. Và hôm nay, ngày 22 tháng 10 năm 2020, trong sớm mùa đông tiết trời se lạnh, gió nhẹ bay trao nghiêng giọt thiên thu còn vương trên khóe mắt bờ mi, cảm như hương thơm còn đọng lại. Con cháu của dòng họ Phạm Kim ở thôn Kim Lôi, xã Bạch Đằng, Kinh Môn, sống xa ở gần, lòng càng thêm xao xuyến, nô nức hội tụ về nhà thờ họ dự lễ kỷ niệm 10 năm xây dựng từ đường 2010-2020. Cờ thần cờ tổ quốc tung bay trong gió. Các quý vị đại biểu, khách quý, con cháu trong dòng họ, già trẻ, trai gái, tay bắt mặt mừng. Trên mỗi gương mặt lộ rõ niềm vui sướng, niềm tự hào về những thành quả của dòng họ đã đạt được. Mọi người được ôm lại chuyện xưa của một thời gian khó, một thời tương giấm canh cà, nhưng thấm được tình dòng tộc. Hôm nay được trở về quê hương, được chứng kiến sự phát triển của dòng tộc, ai cũng thấy tự hào, kiêu hãnh. Kết thúc buổi lễ kỷ niệm 10 năm xây dựng nhà từ đường của dòng họ Phạm Kim, các vị khách quý cùng con cháu của dòng tộc được ngồi sum họp thụ lộc và cùng nhau nâng chén rượu nồng, chúc ngày gặp mặt, chúc mừng đệ quy, chúc dòng họ Phạm Kim ở Kim Lôi, Bạch Đằng. Xin ông cho biết cảm tưởng về cho lễ kỷ niệm 10 năm xây dựng nhà thờ họ Phạm Kim, thôn Kim Lôi, xã Bạch Đằng, huyện Kim Môn, tỉnh Hải Dương. Ông có cảm nghĩ như thế nào? Xin ông cho biết. Vâng, xin cảm ơn ông và cũng xin trình bày với ông như thế này. Trước hết mình phải nói đến cái hội đồng gia tộc của họ Phạm Kim đã duy trì con cháu nội ngoại mà về đến họ Phạm Kim mà được rực rỡ như ngày hôm nay, đó là phải cái hội đồng gia tộc của họ Phạm Kim chúng tôi là duy trì và cũng là nhờ cái phúc ấm của gia tộc họ Phạm Kim chúng tôi truyền lại cho đến bây giờ. Và cũng xin trình bày với ông như thế này, mình phải cảm ơn tất cả các con cháu nó đã thành đạt ra ngoài, nhưng mà nó đã đưa tiền rồi thì là cái tình cảm, tiền và tình cảm
về với quê hương cùng với gia tộc, chúng tôi thì mới làm được như thế này. Thì báo cáo ông như vậy. Và để cho đến bây giờ chúng tôi xây dựng nhà thờ họ Phạm Kim từ năm Canh Dần 2010, và chúng tôi đã khánh thành vào ngày 22 tháng 10 năm 2010, và đến hôm nay là ngày 22 tháng 10 năm 2020. Thì cũng xin báo cáo với ông như vậy. Xin cảm ơn ông, chúc ông cùng gia đình, cùng toàn tộc, gia tộc mạnh khỏe, đoàn kết, hộ tụ phát triển, trường tồn trong tháng. Xin cảm ơn ông. Con cho cắn hàng quê hoa trên vương người to trường vương.